Xin kính chào quý vị đã đến với tin tức về đời sống xã hội mới nhất trên kênh YouTube của báo Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, liên quan tới vụ việc vợ dùng sao cắt bộ phận sinh dục của chồng vì quá căm phẫn hành vi đổi bại với con gái của mình ở xã Trường Hạc Yên Châu Sơn La. Mới đây cơ quan công an huyện Yên Châu bước đầu đã thông tin về vụ việc. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết. Liên quan đến vụ việc chị Hà Thị Nờ, 36 tuổi, xã Trường Học, Yên Châu, Sơn La, người đã dùng dao cắt bộ phận sinh dục của chồng vì quá căm phẫn hành vi của chồng với con gái mình. Hiện cơ quan công an huyện Yên Châu vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi của người chồng. Trên Facebook, luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đăng tải vào sáng ngày 23 tháng 3 về đơn yêu cầu luật sư tham gia bảo chữa miễn phí của chị Hà Thị Nờ. Hiện luật sư đã làm việc với cơ quan điều tra công an huyện Yên Châu để đảm bảo quyền lợi cho thân chủ. Luật sư đã chia sẻ toàn bộ sự việc và sự thiếu nhân đạo của người chồng. Bài viết đăng tải trên Facebook luật sư Nguyễn Anh Thơm có nội dung như sau. Sự đốn mạt đã lên đến cùng cực. Bước đầu cơ quan điều tra đã có cơ sở xác định đối tượng đã làm hại cháu gái suốt thời gian dài từ tháng 8 năm 2020 đến nay. Đây chính là nguyên nhân gây bức xúc, ức chế tâm lý người mẹ nên đã xảy ra vụ việc dùng dao cắt đứt bộ phận sinh dục của người chồng. Đối với hành vi của người chồng, do hiện nay sức khỏe còn rất yếu nên sẽ đợi phục hồi sức khỏe để xử lý nghiêm minh đối tượng theo quy định của pháp luật. Đến khoảng năm 2020, Hát bắt đầu có ý đổi xấu với con riêng của Hà Thị Nờ và đe dọa không được nói. Tuy nhiên, Hát không biết rằng chị Nờ sau nhiều lần bị mất tiền đã đặt camera trong nhà, và biết được hành vi đổi bại đã làm với con riêng của Hà Thị Nờ. Đáng chú ý, sau khi có chứng cứ, chị Nờ dự định sẽ trình báo cơ quan công an vào ngày thứ Hai, 21 tháng 3. Nhưng đến tối ngày 19 tháng 3, sau khi đi uống rượu trở về, hát lên giường ngủ và không mặc quần áo. Lúc này nỗi bức xúc vì con gái bị làm hại nổi lên nên chị đã nảy ra ý định cắt phăng bộ phận sinh dục của chồng. Ngay sau khi thực hiện hành vi, người vợ đã đến cơ quan công an đầu thú. Theo chị Nở, hiện chị rất hối hận vì hành động dại dột của bản thân. Nếu thời gian quay lại, chị sẽ không hành động như vậy mà sẽ mang bằng chứng về hành vi đổi bại của chồng lên cơ quan công an. Tuy nhiên trong lúc tâm lý bị kích động, nỗi đau của những người làm cha làm mẹ, chị đã không làm chủ được bản thân. Nhân hỗ trợ pháp lý cho chị Nở, luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh cho biết, qua làm việc chị Nở cho biết, hát đã làm nhục con riêng 15 tuổi của chị từ năm 2020 qua camera giấu kín chỉ có bằng chứng về hành vi của chồng. Chiều ngày 21 tháng 3, chị N đã cùng cơ quan điều tra đưa cháu gái đi giám định pháp y để phục vụ công tác điều tra. Hiện tại chị N đã lên cơ quan công an tự thú khai nhận hành vi của mình và trình báo sự việc con gái bị làm nhục. Con dao đã được cơ quan điều tra thu giữ, tuy nhiên bộ phận sinh dục của đối tượng vẫn chưa được tìm thấy. Sự việc đang được các cơ quan tố tụng quyết liệt điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước hành vi đáng lên án của người chồng, các cơ quan chức năng cần ra sức điều tra xử lý để đòi lại công bằng cho bé gái và có hình thức xử lý thích đáng đối với hát. Mong rằng với sự nỗ lực của luật sư thơm và các cơ quan chức năng sẽ không phụ niềm tin của chúng tôi, cũng như hàng trăm nghìn quý khán giả thương xót cho chị Hà Thị Nờ và con gái nhỏ. Quý vị thân mến, hàng chục năm phải chịu đựng cảnh đòn roi, phải chứng kiến nhiều mối quan hệ tình cảm của chồng mình với nhiều người. Thậm chí người đàn ông này còn có quan hệ lăng loàn với nhiều bé gái mới lớn nhưng chị Hà Thị Nờ vẫn chọn cách im lặng và hy sinh để mang lại sự bình yên cho các con nhỏ. Dưới đây là tường tận câu chuyện được luật sư Nguyễn Anh Thơm, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chị Hà Thị Nờ. Thường xuyên đánh đập người vợ, quan hệ với trẻ em ngoài xã hội. Đối tượng NVH, sinh năm 1993, quê quán ở Vĩnh Phúc, đã kết hôn với chị Hà Thị Nờ vào năm 2016 và sinh sống tại nhà của chị. Trước khi kết hôn, chị Hà Thị Nờ đã có một con gái với chồng trước, có gái sinh năm 2007. Sau khi kết hôn, chị và đối tượng đã sinh được hai cháu. Chị là lao động chính trong gia đình, hàng ngày ra ngoài đi làm từ sáng tới tối nên thường chỉ có hát và ba con nhỏ ở nhà. Trong quá trình chung sống, người chồng đã nhiều lần ra tay tác động vật lý, thậm chí sử dụng nắm đấm để đe dọa chị Nờ và các con. Mỗi khi xung đột vợ chồng, hát còn cho chị biết có nhiều mối quan hệ tình cảm với nhiều người, kể cả với trẻ em ngoài xã hội. Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, chị Nờ đã từng cảnh báo hát nếu quan hệ bên ngoài nhưng không được phép động chạm đến con gái của mình. Năm 2019, người chồng đã ngoại tình với người phụ nữ khác trong hơn một năm và chị không biết. Cho đến một ngày, người phụ nữ đó gọi điện thoại cho hát và bị chị phát hiện. Sau đó hát và người phụ nữ đó đã thừa nhận quan hệ ngoài luồng và viết giấy cam kết chấm dứt tình cảm. Cụ thể, trong bài viết mới nhất trên trang tin tức giải trí xã hội dành cho giới trẻ của công ty cổ phần truyền thông Việt Nam Net có đăng nguồn tổng hợp với tiêu đề Gã chồng bị bắt của quý từng cưỡng hiếp con riêng của vợ 6 lần một ngày, đăng tải ngày 24 tháng 3. Trong nội dung bài viết có nhắc đến việc con gái bị cha dượng quan hệ cả sáng lẫn chiều đến kiệt sức, đồng thời cho biết toàn bộ quá trình vén màn sự thật của người vợ. Bài viết có đoạn Thời gian gần đây, Do nghi ngờ tiền bán hàng bị mất trong nhà nên chị Hát mua một camera bí mật lắp ở trên cao đầu giường ngủ theo dõi khi mình vắng nhà. Tuy nhiên vào khoảng 14 giờ chiều ngày 19 tháng 3 năm 2022, chị kiểm tra thẻ nhớ camera thì đã phát hiện sự việc động trời. Khi hỏi con gái, bé kể cho mẹ tất cả sự việc kinh hoàng diễn ra từ tháng 8 năm 2020 đến nay. Bé bị cha dượng dùng các thủ đoạn đê hèn để đe dọa, ép buộc cháu phải quan hệ như vợ chồng suốt những năm tháng qua không được nói với mẹ. Nếu nói ra, cả hai sẽ bị giết. Kể lại với nhịp sống Việt, chị Hát cho biết đã nhiều lần đưa con đến bệnh viện khám vì cháu nói bị đau bụng dưới. Tuy nhiên, bệnh viện cho biết cháu có biểu hiện bị viêm đại tràng nên về nhà uống thuốc điều trị. Nói về những lần đó, cô gái chị cho biết đã bị đối tượng quan hệ như vợ chồng cả sáng và chiều mỗi buổi đều từ 5 đến 6 lần nên với thể trạng gầy yếu, cháu đã bị đau phần dưới bụng. Đã nhiều lần làm đơn ra tòa án xin ly hôn, nhưng trước sự khuyên giải của mọi người khi mình đã từng đổ vỡ hôn nhân một lần và nghĩ đến các con nên đã rút đơn ly hôn. Khi hát đang ở độ tuổi hăng say nhất của cuộc đời, đã coi mẹ con chị N là nơi chút khoái cảm của mình. Sau lần đổ vỡ với người chồng đầu, những tưởng tìm được người vun vén sẽ là bến đỗ để chị tin tưởng trao gửi suốt cuộc đời nhưng không ai ngờ rằng hắn lại là một tên vô nhân tính. Sự bất lương của hắn đã biến cuộc đời chị N và con gái đi tới bước đường cùng. Đến thời điểm này, chị Hà Thị N đã phải chịu nỗi đau tinh thần và thể xác đã là quá đủ. Mong rằng với sự hỗ trợ của đoàn luật sư, các cơ quan chức năng, chị Hà Thị N và người con gái 15 tuổi sẽ hy vọng đòi lại được những công lý cho những nỗi đau khổ họ phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Theo quan điểm của luật sư Thơm, chia sẻ trên trang cá nhân Facebook, Hành vi của chị Hà Thị Nờ xuất phát từ hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của đối tượng đã có hành vi không chuẩn mực với con gái đang ở lứa tuổi trẻ em trong suốt thời gian dài, dẫn đến tâm lý dồn nén, uất ức nặng nề, dẫn tới một thời bùng phát khi có bằng chứng camera. Do đó hành vi của chị N có thể được xem xét gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo quy định tại Điều 135 Bộ Luật Hình sự là có căn cứ đúng quy định của pháp luật. Để có căn cứ xử lý chị Hà Thị Nờ thì đối tượng phải có yêu cầu xử lý và giám định tỷ lệ thương tích phải từ 31% trở lên. Đối với hành vi của đối tượng, cơ quan điều tra sẽ xem xét có hay không hành vi làm nhục, giao cầu trai ý muốn với cháu gái để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Nếu có căn cứ xác định đối tượng đã nhiều lần đe dọa, ép buộc cháu gái quan hệ không đúng đắn thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người dưới 16 tuổi, Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm đề khoản 2, điều 142 Bộ luật hình sự. Điều 135, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. 1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. A. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người là 31% trở lên b gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người. Điều 142 tội làm nhục người dưới 16 tuổi. 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. a. dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi làm hại người khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ. B. Giao cấu hoặc thực hiện hành vi làm nhục người khác với người dưới 13 tuổi. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. A. Có tính chất loạn luân. B. Làm nạn nhân có thai. C. Gây thương tích, gây tổn hại sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. D. Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh D. Phạm tội hai lần trở lên E. Đối với hai người trở lên G. Tái phạm nguy hiểm 3. Phạm tội một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù 20 năm tù trung thân hoặc tử hình A. Có tổ chức B. Nhiều người hại một người C. Đối với người dưới 10 tuổi D. Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên D. Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội E. Làm nạn nhân tử vong hoặc tự vẫn 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm Ở trường hợp trên, cơ quan điều tra sẽ phải xác minh điều tra làm rõ thêm hành vi và hậu quả để lại cho cháu T là như thế nào Từ đó mới có thể xác định chính xác không hình phạt Tuy nhiên, mức phạt nhẹ nhất cho tội cố ý có hành động xấu với người dưới 16 tuổi theo Điều 142 Bộ Luật Hình sự mà anh Hát có thể phải chịu là từ 7 đến 15 năm tù. Chúng ta có thể trách rằng người vợ tàn nhẫn khi ra tay làm hành động ấy, nhưng nguyên nhân là do đâu? Vì thương con gái, vì nỗi đau của những người làm cha làm mẹ. Nếu không lên án, không phận uất thì tương lai của cháu T sẽ ra sao mà chúng ta chưa hề nghĩ tới. Mong rằng sẽ có bản án thích đáng cho những kẻ làm những chuyện vô nhân tính, thiếu lương tâm như vậy. Quý vị thân mến, nỗi đau của người làm mẹ khi chứng kiến hình ảnh con gái mình bị làm nhục thật không dễ dàng. Chúng tôi hy vọng rằng với sự quyết liệt của các cơ quan điều tra, với kinh nghiệm tham gia giải quyết nhiều vụ án nghiêm trọng của luật sư Nguyễn Anh Thơm, chị Hà Thị Nơ và con gái sẽ không một ai bị bỏ lại phía sau. Những kẻ vô nhân tính phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Thông tin tiếp theo về kết quả điều tra vụ việc trên sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.